Xin chào bạn, tôi là bác sĩ Sắc ở Bình Đức đây. Thường thì mình sẽ phẫu thuật cắt bao đầu một ngày thường khoảng 4-5 ca. Đấy thì có mấy câu hỏi rất là hay gặp, đó là sau khi phẫu thuật thì các bạn hay bị cương lên. Đấy thì làm sao để chúng ta hạn chế cương? Đấy, và câu hỏi thứ hai là cương như vậy thì nó có làm cho vết thương bị ảnh hưởng không? Đấy thì câu hỏi thứ nhất ấy, là cương như vậy thì nó có tốt hay không? Cương ấy thì nó là cái phản xạ của cơ thể và chúng ta rất là khó kiểm soát cái phản xạ cương đấy, sau khi chúng ta ngủ dậy, đặc biệt là sau khi chúng ta ngủ dậy buổi sáng ấy, đó là một phản xạ, nó giúp cho cái sẹo của chúng ta nó không bị bó chặt lại. Các bạn thấy thường là cái sẹo ở chỗ trên cơ thể nó sẽ bị căng cứng đúng không nào? Đấy, nhưng mà chính cái phản xạ cương ấy, nó giúp cho cái sẹo của bạn nó được giãn ra và nó không bị bó cứng lại. Đấy, nếu mà bó cứng lại thì nó sẽ thành một cái bệnh lý hẹp bao quy đầu thôi. Thế nên là sau khi mà cắt bao quy đầu xong ấy, dương vật phải cương lên. Đấy, thì đó là một cái phản xạ rất là tốt, nó giúp cho vết thương của chúng ta nó không bị chật quá. Đấy, nhưng mà nó phản xạ này nó khiến cho các bạn rất là đau. Đấy, cho nên là nếu chúng ta có thể hạn chế bằng cách là chúng ta dậy ý đái nhá, chúng ta dậy ý đái, chúng ta làm cái phản xạ ý đái thì nó sẽ dương vật nó sẽ hết cương thôi, thì khi chúng ta cương thì nó không đái được. Còn cái một mẹo thứ hai nữa thì nó rất là khó mà các bạn cũng không thể hình dung được ấy. Đấy, đó là cái dương vật của bạn chỉ cương ấy, trong một cái chu kỳ sinh học thôi. Đấy, nghĩa là các bạn hình dung con gái nó có cái chu kỳ sinh học, nghĩa là chu kỳ kinh nguyệt. Đấy, và giữa hai cái kỳ kinh nguyệt ấy thì có chu kỳ hành kinh. Khi mà vào cái kỳ rụng trứng ấy, thì có hormone sinh dục của các bạn nữ lên rất là cao, nhu cầu cao, lúc nào cũng sảng khoái đúng không nào? Thì con trai cũng như vậy, con trai chúng ta cũng có chu kỳ hình sinh như thế. Đấy, có những các bạn thì các bạn ấy phẫu thuật vào đúng cái đỉnh cao nhất của chu kỳ hình sinh ấy, cái chu kỳ hormone thì testosterone lên cao nhất. Đấy, thì lúc nào bạn cũng cương rồi, sáng nào dậy cũng cương, thậm chí là tối cũng cương. Đấy, thế thì chúng ta phải nhận biết được cái khoảng thời gian như thế để chúng ta lựa chọn thời điểm chúng ta đi cắt. Sau khi qua giai đoạn cương, ngày nào cũng dậy cũng cương như thế thì sẽ có một cái giai đoạn chúng ta sáng dậy đồng thời cũng cương. Đấy, cho nên là chúng ta phải lựa chọn cái khoảng thời gian mà chúng ta đi cắt thì cho nó hợp lý các bạn nhé.